Tôi chuyển tới đây và tập đi trên bãi biển Coco 3 năm trước khi NASA được thành lập. Ông Dale Ketchum không chỉ lớn lên cùng chương trình vũ trụ của Mỹ. Ông là người chứng kiến sự chuyển mình của nền kinh tế địa phương, nơi đặt trung tâm vũ trụ Kennedy của NASA kể từ những năm 1950. Trong gần 50 năm qua, bờ biển không gian của Florida là nơi phóng tên lửa. Nơi phóng, chứ không phải nơi sản xuất. Phần lớn những trang thiết bị được sử dụng trong chương trình Apollo và tàu vũ trụ trong suốt những năm đó được đưa tới Florida để lắp ráp. Và khi con tàu Atlantis hạ cánh vào năm 2011 sau chuyến bay cuối cùng vào không gian, được đánh dấu hồi kết của một kỷ nguyên bay vào vũ trụ của loài người. Khi mà số vụ phóng giảm xuống, nền kinh tế của khu vực bờ biển không gian cũng chịu ảnh hưởng. Trong năm 2021, tỷ lệ thất nghiệp là 12%, nền kinh tế và tương lai của nó không mấy sáng sủa. Brian Beluta, Phó Chủ tịch Ủy ban Phát triển Kinh tế của vùng bờ biển không gian, gọi tắt là EDC, cho biết đó là lúc mà ủy ban của ông đưa ra một khái niệm có thể thay đổi vận mệnh của lực lượng lao động trong vùng mãi mãi. Đầu tiên là cần có những bước đi khác biệt, tiếp cận những công ty có tiềm năng trở thành nơi sản xuất những thế hệ tiếp theo của tàu vũ trụ con thoi. Thời điểm hiện tại thì nó có tên là phương tiện thám hiểm chở người và vẫn chưa bên nào nhận được gói thầu. Tuy nhiên, chúng tôi đã liên hệ với Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, đó là những công ty nhiều khả năng sẽ nhảy vào cạnh tranh hợp đồng, và chúng tôi đã đưa ra một lời đề nghị rất đặc biệt, đó là nếu họ thắng thầu thì họ không nên chỉ cân nhắc tới việc phóng tàu từ mũi Canaveral mà hãy nghĩ đến việc lắp ráp những con tàu vũ trụ tại đây. Ý tưởng này đã được triển khai. Cũng giống việc đa dạng hóa danh mục đầu tư. Nếu bạn đa dạng hóa khu vực này và những sản phẩm của bạn, bạn có thể vượt qua những giai đoạn khó khăn. Kelly DeFazio là giám đốc công trường của Lockheed Martin, người giành được gói thầu chế tạo tàu vũ trụ thế hệ tiếp theo của NASA để đưa người quay trở lại mặt trăng. Phương tiện thám hiểm chở người, giờ có tên gọi là Orion, sẽ là chiếc tàu vũ trụ trung quách nhiệm vụ Artemis tới đây. Một vài trong số các bộ phận của Orion được ghép lại với nhau ở trung tâm Star Center của Lockheed Martin. Mới mở tại Titusville, Florida, bao gồm việc lắp đặt bộ dây dẫn, cũng như lớp chống cháy để bảo vệ tàu Orion. The panel that actually covers just adjacent around the hatch, so the side hatch would be right here where the white foam is. DeFazio cho biết sự hưng phấn đang tăng cao. Chúng ta sẽ đưa loài người đi xa hơn bao giờ hết. Khi mà tôi lớn lên cùng 7 nhà du hành vũ trụ đời đầu, đây quả thật là một thị trấn của những người mở đường. Một thị trấn của những người khai phá, đó là cách mà Ketchum miêu tả khu bờ biển không gian Space Coast ngày nay với sự góp mặt của các nhà thầu chính phủ và tư nhân như SpaceX, Blue Origin và liên doanh Airbus OneWeb tới tìm cơ hội đầu tư bất động sản cũng như xây dựng bãi phóng. Mới đây, chúng tôi vừa đưa ra thông báo cho biết công ty chuyên về những vụ phóng tên lửa cỡ nhỏ Astra sẽ tới đây để lắp ráp tên lửa phục vụ việc phóng vệ tinh mini, vốn là một thành tố mới nhưng rất quan trọng của ngành vũ trụ. Tuy nhiên sau đó, nhiều công ty khác như Firefly, Relativity cũng sẽ tới theo. Càng đông càng vui, đó là những gì Ketchum khẳng định. Nó không chỉ giúp cho nền kinh tế địa phương, mà nó còn giúp duy trì vị thế cạnh tranh trên đấu trường quốc tế của Hoa Kỳ trong một cuộc đua vào không gian mới.